úp móng tay đi. Tôi là con móng tay. Mua ở ngoài chợ về cắt thôi. Cắt dọc này, bỏ ruột, mình bỏ cái sạn của nó đi. Ông có ăn ăn nhiều sạn lắm, cứ cho thế mà hấp lên thôi, ăn nó rào 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 ăn không được. Có người ăn được nhưng mà mình chỉ ăn có sạn vào xong rồi khó chịu, ăn cảm giác nó không ngon. Đấy, mua về bỏ ruột, rửa sạch này, làm nó hết sạn. Sơ nó đi, để gỡ. Hôm nay sẽ làm món ốc móng tay xào xả ớt. Mình quay cái sơ chế thế này, bởi vì là mình không có phần mềm để chỉnh sửa, cho nên là làm như thế nào là quay như vậy, nó hơi xấu, không có chuyên nghiệp. Không biết là có ai xem không, mua mấy phần mềm về xong rồi phí tiền bỏ đi chả dùng, thôi cứ như này đã. Khi nào mà có người xem, người quan tâm ấy, thì lúc đấy thì mình mới nâng cấp dần xong. Cũng để là cảm ơn những cái người follow, những người xem, đăng ký kênh. Thế còn bây giờ ít người đăng ký kênh mà đầu tư mua sắm những cái đấy về không dùng đến, có ý chí. Mọi người xem và đăng ký ủng hộ kênh nhé, để mình nâng cấp, mình cải thiện dần. Để có người xem để là mình nâng cấp, mình cải thiện dần nhé. Để đáp ứng được cái nhu cầu xem nó đẹp, thẩm mỹ. Nhưng bây giờ là có sao mình sao thế đâu. Đấy, tóc móng tay thì sau khi mình sơ chế là rửa sạch hết những cái sạn đi, thì mình bóc ra, bóc nó như này, mình luộc đi. Luộc vừa chín thôi, đừng quá quá mà nó nhừ mất ngon. Đó, bóc ra. Đây, con móng tay này ăn là bổ súng, đúng không? Nhìn nhọn nhọn này. Thật à? Nhìn thấy nhọn nhọn này, giống súng này của mấy con pet này. Đó. Baby finger. Tay bởi vì nó giống cái móng tay nhỉ. Đúng rồi, đấy. Đây này, nói thì để cứ bảo con này đấy, đúng không? Ừ. Nó đầy đủ luôn, con này ăn là nó ngon đấy. Đầy đủ tất cả. Mọi người đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhé, của mình nhé.
Mình tiếp tục cho review thêm một vài cái món của người miền Trung Quy Nhơn mà nhà mình đang ở. Rồi.